Chào xin chào anh Bình Hồ, xin chào tất cả các quý vị khán giả. Anh có nghe rõ không ạ? Nghe rõ anh. Vâng. Thế thì hôm nay anh đưa ra cái đề tài là về nhân quyền, đúng không ạ? Thế thì tôi cũng xin có một số cái ý kiến, nó là như thế này. Cái con người ta nói chung ấy, và đặc biệt cái con người Việt Nam ấy, thì tôi có thấy có một cái tính nó cũng hơi dở ở chỗ này này, đó là hay đứng núi nọ trông núi kia đấy anh ạ. Thế vì vậy cho nên là họ thứ nhất là đã cái tính đã hay để ý, hay tức là hay nhìn những cái nơi khác nó và lúc nào họ cũng tưởng tượng ra nó tốt hơn ở chỗ mình. Thế và cuối cùng ấy thì và họ hay xong rồi lại nghe vào cái tuyên truyền nó bậy bạ. Thế nhưng tôi thì tôi nghĩ như thế này, nếu nói về nhân quyền thì tôi chỉ đi nước ngoài thôi, nhưng mà rất nhiều người trong đó có cả anh ấy nói chuyện về nhân quyền nước ngoài thì tôi thấy là như này. Thực ra thì mỗi nước người ta có một cái phong tục tập quán riêng, mỗi nước có một cái đời sống riêng. Đấy, và vì vậy cho nên là anh chính ông Trump vừa rồi cũng nói anh không thể áp dụng cái cách sống của nước này vào nước khác. Vì mỗi người, tôi nói ví dụ như bây giờ ví dụ như là áp dụng cái cách sống của đạo Hồi vào nước Mỹ có được không? Đạo Hồi mà đàn ông không để dâu ra đường là nó đánh. Đấy, hoặc là phụ nữ ra đường không chùm khăn. Đấy, chính vì vậy cho nên là anh không thể áp dụng cái của nước nọ vào nước kia. Thế còn nói về cái nhân quyền của con người thì tức là quyền anh tự do được ăn, được ngủ, được chơi, được làm và được hưởng tất cả những cái gì đó mà nó không bị chịu bị sức ép. Thì tôi nói thật với anh, hiện nay ở Việt Nam là như bản thân bọn tôi đây thấy thì là tôi đang thấy nhân quyền rất cao. Đấy, vì nói anh thế này, tôi nghe cậu em tôi nó ở bên nước Anh về đấy, nó ở London, thì nó về nó tâm sự với tôi này thì tôi cũng đã hiểu qua được một chút về về ở các nước tư bản. Đấy, đó là nó bảo là nó về đây xong nó bảo các anh ở đây sướng thật. Thế tôi bảo sướng cái gì? Cậu đang ở cái thủ đô mà loại nhất thế giới mà cậu để khen ở nhà sướng, chúng tôi ở nhà trông nó bôi nhách. Nó bảo không, ví dụ như ở đây đây như em đang đi chơi với bọn tôi đi ăn kem thì bờ hồ anh ạ, cái xong đi về đi chơi nó cũng phải gần 12 giờ đêm. Thế nó bảo là nói chung là đấy, các anh đi ở đây chơi đến giờ này vẫn cứ thanh thản này, cảnh sát cũng chả có ý kiến gì, mà em cảm thấy các anh không có một cái sự lo sợ gì. Mà thì cái lo sợ cái gì? An ninh ở Việt Nam mình cực tốt. Hai nữa là tôi nói cho cậu biết ý là cảnh sát ở Việt Nam mình tôi cho rằng nó mặc dù đất nước thì nó còn chưa đầy đủ như các nước khác, nhưng mà họ nghiệp vụ họ rất tốt, cho nên là bọn tội phạm nó cũng rất kiêng, nhưng có phải không đâu. Khi anh gây án xong liệu anh có thoát được hay không? Thế vì vậy cho nên là thực ra là thế, chính khi cậu em nó nói thì tôi mới hiểu. Nó bảo ở bên London ấy, nói thật với anh là 10 giờ trở ra đi ra đường là cảnh sát nó lục soát rồi, hai nữa là nó khuyến cáo là không nên đi ra đường nhiều, đặc biệt là những người mà không phải là của nước Anh thì cũng lại càng không nên đi ra đường nhiều đấy. Và như cậu đúng vào là bọn Anh, em thì nước Anh bây giờ luật pháp căng hơn Mỹ nhiều lắm. Vâng, đó đấy thì tôi đấy là tôi nghe cậu em ở chính London nó về nó nói, mà cậu tôi tin là nó nói thật thôi chứ nó cũng chả hư cấu đến để làm cái gì cả. Mà đấy là nó về chơi với nhà tôi đấy, vợ chồng nó là bây giờ đang làm đánh móng chân móng tay ở bên. Vâng, cho tôi nói đây chút. Anh biết là coi như ở bên Mỹ nè, nó bắt mà cải gian bằng đêm á rất là nhanh. Vâng. À, vì cái kẻ gian á lúc nào nó cũng đi ban đêm hết á, nó hoạt động ban đêm thì à, thành ra nó và cái coi như cảnh sát á ban đêm nó chạy vòng vòng để mà nó thấy cái xe nào mà chạy nhanh là bắt đầu nó đuổi theo liền. À, đuổi theo liền, đuổi theo nó bám sau với xe bắt đầu nó coi đầu tiên á, nó coi cái bằng số xe rồi nó bấm lên computer nó biết thằng này là quay bị gì á, có bị ticket trước nay, bị tội phạm cái gì không á. Khi mà nó thấy mà có mà tội phạm đó là nó e vô liền, nó e vô là coi như hằng hỏi giấy tờ liền. Thành ra coi như ở đây á
là cảnh sát Việt Nam á, mỗi lần mà bắt giao thông mà bắt ai nghe, họ cứ hỏi là tại sao mà coi như phải đòi đòi chi đó, đòi khám xe với lục xe với nó, thì cái người cảnh sát họ nghi ngờ cái gì á là họ vô liền. Nhưng mà coi như ở bên này họ bắt cái nào trúng cái đó, chứ không phải là như bên Việt Nam mà chừng đài đâu đó, vì họ coi bằng số đó, họ thấy là cái thằng ổ thằng này có tù tù mới tù ra tội phạm gì đó, nó nên e vô nó hỏi giấy tờ, nó thấy cái cách mà khả nghi nghĩa nó lục xe luôn, nó có quyền lục xe luôn. Thế thành nó coi như ở ở bên Việt Nam nó thì coi như tôi cũng thấy ban đêm như khi khuya khuya đó, tôi cũng chẳng thấy cảnh sát chạy vòng vòng đấy đó, chứ đúng đó là cảnh sát phải chạy vòng vòng ban đêm đó, giống như cảnh sát Seven hoặc gì đó đó, mình chạy ban đêm đó, cái tụi tội phạm đó, nó hoạt động ban đêm đó, nó say sưa này, nó coi như giống như đủ loại hết đó. Đó. Mời anh tiếp. À, tôi thì cũng nói thật với anh thế này là cái thời gian trước đây thì Việt Nam cũng có cảnh sát đi tuần ban đêm nhưng mà ít thôi, nhưng mà sau một cái thời gian gần đây thì không hiểu tại sao nó lại xuất hiện nhiều cái dạng, tức là các cái cậu thanh niên trai trai là trong xe của cậu lúc nào Đúng. cũng có mã tấu mới có vũ khí anh ạ, thì lập tức ấy là ở Hà Nội đầu tiên ấy là họ ra cái đội 141. Đấy, cái đội 141 thì nó phối hợp gồm ba cái lực lượng cảnh sát mà. Cảnh sát trật tự, cảnh sát giao thông và cảnh sát hình sự. Đấy, thì ba cái đội các cái đội 141 đấy thì ra, thì từ đấy ra đi thì bắt đầu họ đi tuần rất đêm, giờ tuần cả ngày lẫn đêm. Đấy, và riêng cái đội đó thì được cái ưu tiên là được khám hoặc được có thể nghi ngờ là có thể được khám xét, vì sau khi mà các cậu ở thanh niên tuổi trai mang mã tấu mã tiện đi thì nó xảy ra rất nhiều các cái vụ án rất là nghiêm trọng. Đấy. Có khi chỉ một cái va chạm giao thông rất nhẹ thôi cũng đã là có thể xử nhau đến chết rồi. Vì vậy cho nên là từ khi ra cái đội ấy thì tôi phải thừa nhận là cái hiệu quả nó rất là cao. Và hiện tại bây giờ thì buổi tối cảnh sát Việt Nam, cảnh sát cơ động với cảnh sát cái đội 141 đó vẫn đi tuần. Đấy. Nhưng mà họ đi tuần là để xem những trường hợp nào nghi ngờ thì họ họ chứ còn như tuổi đứng đắn như anh em mình hoặc là những người đi chơi bình thường thì không bao giờ họ đụng hỏi đến cả. Anh đó, tức là họ đi tuần cho mình sống cho nó yên ổn, mà như cậu em tôi nó nói là ở bên các anh nó sướng là cái ở cái chỗ đấy. Đấy, tức là họ đi tuần nhưng mà nếu như mình là những người đàng hoàng mình đi thì không bao giờ họ hỏi han cái gì và không cấm đoán gì cả, mà cái chính là họ đi tuần để thế. Và hai nữa là ngay những cái an ninh ở tại chỗ ở này, tại chỗ tôi ở đấy, hoặc là nói chung ở trên đất nước Việt Nam thì nó thật với anh là đấy, ví dụ như là chúng tôi không có một cái sự đe dọa gì cả. Từ hôm tôi lên nói chuyện ấy thì đầu tiên cũng có một số cái đe dọa, thế nhưng mà tôi thì tôi cũng nói thật là thực ra là tôi thì cũng lớn tuổi rồi, hai nữa lại tai biến thôi, nên các cậu đụng vào tôi cái giá nó đắt lắm, đắt thì không phải là do chính quyền người ta bênh tôi đâu, mà do không có một cái vụ án nào nghiêm trọng ở Việt Nam mà không bị điều tra ra. Đó. Mà cái tuổi các cậu trẻ đấy, đúng không? Các cậu đụng đến tôi là cái giá nó rất là đắt đó. Chính vì vậy cho nên tôi mới nói với anh là an ninh ở Việt Nam hiện tại cho đến giờ phút này, tôi thì tôi chỉ được đi nước ngoài, nhưng mà có một cái câu chuyện như thế này nhé anh Bình Hộ, có một câu chuyện như này thì tôi nghĩ rằng có nghĩa là an ninh Việt Nam tôi nghĩ là tốt. Không biết hồi anh có biết cái câu chuyện đó không, đó là hồi ông Bill Clinton sang thăm Việt Nam đó, thì ông ấy Vâng. sang trước thì còn bà sang sau, bà sang sau thì khi cái máy bay của bà ấy xuống sân bay Nội Bài thì tất cả lực lượng đón tiếp ở dưới đợi mãi không thấy bà ra, đến tiếng đồng hồ sau không thấy bà ra. À, thì lập tức là lực lượng nói đón tiếp mới hỏi, thì hóa ra cái lực lượng an ninh ở trên máy bay nó bảo là tại sao các cái công trường ở xung quanh sân bay vẫn đang làm việc. Đấy, chính vì lý do đó cho nên bà Clinton bà không ra. Đấy, bà đấy. Thế thì lập tức là lực lượng an ninh mình phải lên giải thích cho người ta là cứ yên tâm là ở Việt Nam chúng tôi thì không có vấn đề gì cả. Đấy, thế nhưng người ta lực lượng an ninh Mỹ họ vẫn cứ yêu cầu là phải dừng hết các cái hoạt động của các công trường xung quanh sân bay. Thế nhưng về sau lực lượng an ninh đứng ra bảo đảm mà xin bảo đảm với bà và các ông là không có bất cứ một chuyện gì xảy ra ở đất nước Việt Nam chúng tôi là sẽ không có bất cứ một chuyện gì, thì chúng tôi đã kiểm tra rất là tốt rồi. Thì lúc đó thì lực lượng an ninh ở trên trên máy bay họ mới cho cái bà Clinton bà đi ra khỏi cái máy bay để xuống để đi vào Hà Nội, và đi mặc dù đi ra cho ra rồi nhưng mà lực lượng an ninh thì vẫn rất là
là cảnh giác cao và đại loại, tức là luôn luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Thế nhưng sau đó thì khi mà họ đi về đến trong nội thành Hà Nội rồi thì họ mới về sau chính họ phải thừa nhận rằng chưa có một cái nước nào mà an ninh được như Việt Nam. Vì nếu ở các nước khác thì dứt khoát là nếu các công trường xung quanh đó mà không nghỉ thì không bao giờ mà máy bay và đổ xuống, chứ cũng chưa phải nói lại còn đổ xuống rồi mà lại còn đi ra nữa. Đấy thì chứng tỏ là tôi mới nói là thực ra thì ở Việt Nam mình hiện nay thì nói chung xã hội nó cũng còn đang có rất nhiều điều cần phải bàn, nhưng nếu nói về cái an ninh chung là cũng rất tốt. Tất nhiên trong lực lượng công an thì hiện tại bây giờ cũng có rất nhiều những cái con sâu mọt, nó có rất nhiều. Thế nhưng ngược lại thì mình cũng phải ghi nhận cái công lao của người ta. Nhờ bây giờ tôi nói thật, đã có một vài bình luận tôi nói rồi đấy, tất nhiên tôi cũng có những lần bức xúc với công an rồi chứ không phải không. Nhưng bây giờ chúng ta cứ thử độ 2 tiếng không có lực lượng công an thì liệu chúng ta có sống được yên ổn không đấy. Và nói thật là công an nó cũng rất vất vả, nhiều ngành nghề họ cũng rất vất vả anh, kể cả ngành giao thông. Nắng 40 độ mình ngồi trong phòng nghỉ điều hòa nhưng họ vẫn phải đứng ở ngoài đường để họ điều khiển giao thông. Đấy, vì vậy cho nên là mình nói đi nói lại là mình cũng phải hiểu một tí. Và Cho tôi hỏi anh vài điều nhé. Tôi thì coi như cũng biết là Việt Nam mình có cho cái biểu tình không, nhưng mà tôi vừa qua có nói là về vấn đề biểu tình á, là biểu tình bất bạo động, có nghĩa là biểu tình nó đứng trên vỉa hè mình bức xúc cái gì đó Vâng. trong các công ty hay là quay cả, tôi cũng thấy mấy cái chỗ mà người dân họ biểu tình cái công ty nào đó mà có những mà tiền lương tương đối gì đó không có được thuận lắm thì người ta biểu tình, người ta đứng tên biểu tình. Còn cái tôi nói là đây đó là cái vấn đề mà vừa qua tôi nói là bất bạo động, là cái chỗ mà bạo động là chỗ nào, chỗ cái giáo dân á khi mà biểu tình á là họ đi xuống đường, họ chừng xe chừng cổ á, là họ đổ đồ hay là họ làm coi như làm bị tắc nghẽn giao thông đi, thì đó là bạo động. Thì bạo động tôi nói là người dân không được mà biểu tình như vậy. Là nếu có biểu tình bức xúc gì đó, mình đứng trên vỉa hè, mình đứng quanh một cái tròn nào đó mình biểu tình. Với biểu tình á là ví dụ mình đòi hỏi là trong người ta đây họ họ biểu tình á nhiều lắm là 3 ngày thôi. Đã, 3 ngày rồi là coi như là có là chính quyền vô là họ họ xử lý rồi. Đã, họ hỏi là tại sao bức xúc cái gì gì là họ làm việc rồi. Nhưng mà bên Việt Nam mình nó có cái biểu tình nó đến 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 bây giờ luôn, từ khi phố Phố Xa như đó là cả là nhiều nhiều tháng rồi đây. Thành ra cái biểu tình á tôi nói là cái biểu tình mà đòi hỏi cái bức xúc của mình nó là khác, mà cái biểu tình á là đằng sau có một cái đám người sử dụng là khác, thì thành tôi phân tích là rõ ràng. Nhưng mà ngày hôm qua có cái bà với cái trang mà giống như đấu tranh dân chủ á, dân chủ cùi á, họ nói là coi như là cả đồ với tôi, nó biểu tình tôi đứng đây bây giờ ông có muốn cả đồ tôi bán nhà tôi cả đồ với ông, tôi đứng trên vỉa hè đây họ tụ tụ tại bắt. Nhưng mà tôi cũng cũng muốn lên để hỏi, tôi muốn lên để hỏi bà là chị biểu tình do cái gì. Ví dụ chị biểu tình do cái cá nhân của chị á, là bị bức xúc về coi như về đất đai nhà cửa, chị có quyền đứng lên chỗ đó đó, chị đứng lên cá nhân chị là coi gia đình của chị. Nhưng mà đằng này là chị đứng một nhóm lên á, là chị bình biểu tình á, về cái tính cách khác, cái ý khác. Thế thành tôi muốn lên để nói như vậy mà coi lên không được, thành tôi coi cái bắt đầu vả cái dùng cái gì mà coi gì nó tục lắm, cái coi tôi mới nghe cái CC tiếp tục cái là tôi bye bye tôi đi. Thì bây giờ tôi hỏi anh là coi như ở Việt Nam nó cho cái luật là biểu tình bức xúc giống như mà coi như anh bị cưỡng chế đất đai hoặc là coi như nhà cửa vân vân đó, thì có quyền đứng trên vỉa hè biểu tình không hay là coi như là không? Thì tôi nói cho anh cái này nhé, nếu còn nói về luật biểu tình thì đúng là Việt Nam hiện nay còn đang soạn, cũng có mấy lần là Quốc hội định thông qua rồi chứ chắc là còn chưa hợp lý cho nên là chưa thông qua được. Thế nhưng chính là, nếu nói riêng bản thân tôi và một số những người hiểu biết thì chúng tôi lại thích là cái luật biểu tình ra càng sớm càng tốt. Vì tôi nghe được một số người nước ngoài người ta nói chuyện về, như anh ở bên này anh biết đấy, là biểu tình là phải xin phép và anh chỉ được biểu tình ở cái khu vực chỗ nào bao nhiêu tiếng thời gian vân vân. Đấy, thì tôi mong là Việt Nam chúng ta là ra cái luật sớm đấy như nước ngoài đi, thì lúc đó thì cái biểu tình chúng ta sẽ quản lý được và người ta không dám làm bừa. Thế còn hiện tại Việt Nam bây giờ thì nói thật với anh là nếu mà bị chỉ gọi là biểu tình ôn hòa, tức là
ví dụ như là bức xúc về cái chuyện đất đai. Hiện nay tôi nói thật mạnh ở dưới chỗ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội này, ngày nào chả có rồng rắn lên mây cầm khẩu hiệu chửi đảng, chửi bác cô, chửi chính quyền, anh chưa, ngày nào cũng thế, rồng rắn lên mây có ai đã đàn áp đâu. Đấy, thế rồi hai nữa là ví dụ như một số các cái công ty mà như anh vừa nói đấy, tức là trả lương cho công nhân không phù hợp hoặc là cắt xén cái gì đó, thì họ biểu tình, họ đứng ngăn chặn ở trên vỉa hè, chả có ai bắt cả, cùng lắm thì cảnh sát họ đến họ nhắc nhở anh ạ, là chúng ta nên có những cái thái độ đàm phán làm việc vân vân đó. Thì cái đó là thế rồi á, nữa là ví dụ như tôi nói anh biết đi, là thì ngay có những cái hội biểu tình gọi là dân oan ấy, nhưng mà rồi cái vấn đề dân oan thì hôm nào tôi sẽ nói chuyện với anh một buổi nhé, mà nó họ còn đến tận chỗ cửa của phủ chủ tịch. Đấy, tôi đi rất nhiều lần tôi gặp ở đấy thôi nhé, đến cả cửa phủ chủ tịch cầm biển rồi lăn lộn ở đấy, mà các chiến sĩ bảo vệ ở đấy họ cũng chỉ ra họ nhắc nhở. Và tất nhiên là hôm nào ví dụ nói thật với anh ấy là có cái việc gì quan trọng của chính phủ thì chắc chắn họ phải đưa lực lượng đến để họ cho hội lên lên xe buýt để họ chở đi chỗ khác đấy anh ạ. Thế tức là mình phải có cái khẳng định là nếu như là anh cứ biểu tình kiểu ôn hòa và đại loại anh bức xúc một cái vấn đề gì họ thì đa số là được nhắc nhở và không bị bắt như cái người nào nói đâu đấy, nó thật. Thế còn tôi nói anh này, nếu nói về cái hội đạo mà đặc biệt là cái nhóm đạo ở trong miền Trung nhỉ? Đấy, thì Ok, tôi nói thật với anh ấy. cho tôi hỏi, anh cho tôi hỏi thêm tiếp, tiếp tục. Vâng, anh hỏi đấy. Để tôi hỏi anh đó, là tôi trả lời với là coi như chào anh Đức, Nghệ An. Bây giờ có người là Hồng Nguyễn có hỏi là Lisa Phạm và Đào Minh Quân, Lisa Phạm và Đào Minh Quân có bị truy tố không? Nơi đây là coi như tòa tòa án Việt Nam đang lập hồ sơ để mà truy tố hai cái người này. Khi mà coi họ lập hồ sơ rồi á là họ chuyển qua là Supreme Court, coi như gọi là tối cao pháp viện của tòa án Mỹ á. Vâng. Họ đòi là coi như tố là Lisa Phạm với Đào Minh Quân là gửi tiền về đưa cho cái thành phần 16 người đó là mua đồ chất cháy để mà khủng bố đất nước Việt Nam, thì họ có quyền đòi hỏi, và khi họ đưa ra tòa là họ có quyền đòi hỏi là coi như đất nước Việt Nam, đất nước Mỹ á, chính quyền Mỹ á, là đưa hai tên này về Việt Nam để ra tòa, chứ không chẳng phải truy tố, vì coi Việt Nam không có quyền truy tố hai người này, mà có quyền là đưa hai người này ra tòa, vì coi hai người này là được gửi tiền tiếp tay cho những người mà làm khủng bố ở Việt Nam. Rồi trả lời như vậy. Bây giờ tôi hỏi anh Thế, về vâng, biểu tình rồi, cái này thì bây giờ thì tôi, cảnh sát á, vừa rồi anh có nói qua cảnh sát á, theo như vừa qua mấy clip á, tôi đề nghị là trên ngài Tô Lâm á, là Bộ trưởng Bộ Công an, tôi nói thấy cảnh sát của mình á nên bỏ vô hai 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 cái chức vụ cảnh sát á, đừng có nhiều quá. Như bây giờ là quay mình tôi thấy 113 làm được, cơ động làm được, hành sự thì coi như họ 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 nằm về đằng sau rồi, C-Vinh rồi, nhưng mà coi như là làm hai cái cảnh sát thôi. Cảnh sát là bây giờ cơ động với 113, hai cảnh sát đấy là làm việc bao gồm hết luôn, từ thực từ là quay đến hành sự, đến là coi như cái gì đó bao gồm hết, làm cái gì thì dân sự là chi làm hết, còn hành sự là nó nằm về giống như FBI đó ở đây á, giống như FBI ở đây đó. Đó, hành sự đó khi nào có cái trọng án nặng họ mới tới để mà tiếp tay với hai cảnh sát này. Thì ở bên cơ động là với là coi như cái giao thông á, bỏ cảnh sát giao thông đi, vì tôi thấy cảnh sát giao thông là coi như nó không 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 có ích lợi gì đó, từ từ nữa, vì cảnh sát nhân dân nữa, nó không có lợi ích gì cho mà càng nhiều người mà không làm được việc đó, thì thành coi như là huấn luyện cái cảnh sát mà coi như mà 113, có thể cơ động với 113 rất là dũng cảm, có chứ, dùng các vũ lực trấn áp và coi như với nó rất là đó, với cái với người cảnh sát thì mà thực thi pháp luật để bảo vệ người dân và coi như bắt kẻ trộm. Thì nhá, là bây tôi từng là coi như là để mà tôi cũng nghe là tháng 6 này á cũng ra cái luật khác, nhưng mà tôi đòi hỏi là cái chỗ mà người cảnh sát thứ nhất làm được nhiều việc, thứ hai nữa là phải trang bị một cái vũ khí á, vũ lực nó là tài lực. Ồ,
Anh Bình à, anh Bình Hồ, anh có thể đeo cái tai nghe vào, tiếng nói của anh nó chập chờn lắm. Vâng, chục nữa tôi đeo không? Bây giờ nó còn thanh tịnh lắm. Vào. Tại vì bây giờ là chục nữa tôi Vào đọc. vào. Vì tôi đọc cái chủng cái internet đó. Thì đó, thì coi Vâng. như khi mà coi như hai cảnh sát này, cảnh sát 113 với coi cảnh sát cơ động á làm được nhiều việc. Chứ không phải là coi như là trật tự không hay là giao thông không. Vì làm như vậy á, cái thằng cướp á, nó thấy thằng trật tự nó không sợ. Mà nó cái thằng cướp nó thấy á, cái ông mà coi như mà cảnh sát nhưng công an nhân dân họ không sợ đó, mà họ sợ người cảnh sát phải có đầy đủ vũ lực để mà trấn an bắt một người tội phạm rất nhanh, một người thôi họ bắt được một người liền đó, như chẳng hạn baton, hơi cay, súng điện, súng thiệt không, thì trong đi á, ok, trong đi là hai anh em một chiếc đó, ít nhất phải có một người mang súng, một người kia thì mang súng điện hay là bắt toàn, nhưng mà cái người kia phải một người đi hai một chiếc xe như vậy, hai người phải có một người mang súng để mà trấn an cái tội phạm đấy, thì cái người mang súng đấy là lúc nào cũng là ngồi đằng sau để mà coi như xuống là coi như là trấn an, còn cái người mà coi mang những hơi cay về gì đó thì họ lái xe họ đuổi đấy. Thì thành là cái chỗ mà coi như người người cảnh sát đó, rất là nhanh nhẹn, rất là nhạy nhạy bén, không được là quay đứng một cái tư thế mà yếu điệu nhé, chân chèo chân chỗ coi như Chào cầm cái đuôi chào baton chú chắp Phan. tay sau lưng đứng cái chân chèo chỗ, tôi thấy ra gì hết á, không ra cái người cảnh sát này đấy. Cái thằng nó coi như bây giờ cái tốn việc tôi nói mà coi đến tai ngài Tô Lâm không, chứ nếu mà ngài mà nghe như vậy ngài nên coi như đưa lệnh xuống để mà huấn luyện các cảnh sát lại, và coi như Cảm ơn Đức Lê không là cần mình cảnh khỏe. sát đấy. Dạ, coi như vừa rồi tôi cũng có nói nhiều clip lắm. Thành đã quay tôi cũng trao đổi với anh như vậy đó. Thành coi như người cảnh sát nó rất là quan trọng lắm anh. Nó rất là quan trọng. Để mà coi như nó là nhiều cái việc để mà cả là coi như từ thực từ xã hội đến gì luôn. Chứ còn mà coi như cái công an thực từ á, cái công an nhân dân á, tôi thấy quá thưa. Tới đúng. Đang đúng không làm được việc gì đó. Đứng trực đường phải làm gì đâu. Đấy, cảnh sát đấy mà coi như tới một xe là coi như hẳn mà tới một xe là coi như nó bắt được là Tiếng của một anh rất bộ khó người nghe là mấy anh Bình. người. Vâng Vâng. hả? Họ nghe hả? Tiếng rất khó nghe. Chập chờn lắm. Sao người ta Bây giờ hỏi nghe nhân nghe rõ. thiện nhân thiện. Đấy, nói thế thì nghe rõ hơn. Ok, thế nói gần lại chút đi cho nó nghe rõ. Đấy, thì coi Vâng. như khi mà coi như, mình nói về cảnh sát đó, bây giờ nói về một coi như cái người mà anh biết tại sao mà cái mức độ mà của người thanh niên á là họ họ cuồng không, cuồng điên không, giống như cuồng bị bữa nay tôi thấy thanh niên nó hung hăng mà cuồng dữ lắm, cuồng nhiều lắm đó. Thanh anh biết tại sao Sao? à, vì cái chỗ là coi cái người mà cái luật pháp nó không có căng, Tôi cái luật xin pháp lỗi nó không hỏi có. anh Bình Hồ một tí thế này. Thế, tức là ở bên Mỹ họ không Vâng. có cảnh sát giao thông à? Không, một cảnh sát nó làm được nhiều việc đúng không? Một người thôi làm được là coi từ từ giao thông trật tự cho đến là coi như là hành sự đến dân sự, và coi như là làm hết luôn. Thế tôi tưởng là ở Bây bên đi giờ họ cũng có cảnh sát giao thông. không, một người cảnh sát thôi làm được nhiều việc lắm. Rồi. Từ gia đình đến xã hội đến là hành sự đó, nó làm hết. Bởi vì một một xe cảnh sát là đi một người thôi, nhưng mà Rồi. có thêm một người thứ hai nữa, là người thứ hai là đi thực tập, cái người thứ hai á là ngồi bên là đi thực tập, Rồi. còn cảnh sát là một người nào chiếc đó Rồi. đấy, họ làm việc. Ví dụ tôi kêu, ví dụ là tôi kêu tới tôi nói cái thằng đấy nó tới nhà tao nó chửi đây, kêu tới là họ chạy tới Rồi. liền, họ chạy tới tao, anh biết không, nhanh không, vì họ làm việc ở ngoài đường. Bây giờ họ Vâng. chạy xe là cái người đó họ chạy xe là cái khu đó trách nhiệm họ, cái khu đó ngay đó làm việc 8 tiếng ở đó, họ chạy vòng 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 đó là coi như là một cái khu vực đó, họ chạy vòng vòng rồi họ chạy ra ngoài quốc lộ, họ đi tìm bắt những người mà chạy xe bị quá tốc độ á, rồi giữ tiền tự, họ À. làm nhiều việc lắm
làm như cái việc tao làm phạt biên phạt là, rồi khi mà người dân mà bức xúc hay là chỗ nào bị mà tai nạn á họ gọi á thì ở trên tổng tổng đài á là nó đưa xuống nó nói á, nó nói là ví dụ đây nó nói là Bà Hồ Kiếm có một vụ xảy ra, các anh nào gần nhất thì cái người nào mà chạy gần đất họ lên tiếng, nó nói là 127 tôi đang ở gần bờ hồ đây, đây mời anh tới đó, là bắt đầu mời người cảnh sát nó tới đó thì họ tiếp viện thêm nhiều người người cảnh sát nữa, cái người mà gần nhất cái tới đó thành ra quay họ giải quyết rất là nhanh, bị giống như bị giao thông á là tới á, là trong vòng 7 phút là họ chụp hình xong rồi có họ kéo xe vô lề vô cái chỗ này trong đây họ mới giải quyết, rồi đưa cho hai người á là người nào sai người nào đúng, đưa cho hai người hai cái giấy rồi ra tòa, ra tòa rồi coi như đây muốn đấu đá hay muốn làm gì ngồi tòa làm đấy. Rồi coi như cái xe nào mà đi được là họ đưa xe, ví dụ Bây còn một bây cái gia giờ đình tôi mà xin có lỗi anh Bình Hồ, bây giờ tôi mới biết là bên họ không có cảnh sát giao thông riêng như ở Việt Nam đấy. không có không có đây họ Vì rồi gia đình gia đình tôi cứ nghĩ là ở bên họ cũng có cảnh sát giao thông đấy, anh có nghe không là ạ? họ họ có đó nghe họ có Toàn họ không có cảnh sát không, nhưng mà cảnh sát của họ là làm được nhiều việc hết lắm, từ từ vâng. phạt dân sự cho đến 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 hành sự đến giao thông luôn, vì họ có cái biên phạt giao thông là khác, một cái lập biên bản là coi là của dân sự á là đưa ra tòa là khác, mà cái mà coi như cái biên bản mà làm mà bị gì là bị tông nhau đó bị là kêu accident đó là coi như bị mà tai nạn á là khác, thì thành Vâng. ra coi như họ làm được việc lắm đó, ví dụ cái tôi gia đình tôi mà có cái gì á họ kêu tới á tới thì cái thằng đó mà nó đứng đó mà nó tới nó đứng nó nói là tại sao mày tới nhà thằng này chửi đó. Cái thằng này mà vung văng á nó mới vung văng thôi, nó mới làm những cái động tác mà dịu dàng thôi là thằng cảnh sát nó đe xuống nó còng thôi, nó còng Trời. lên nó còng xong nó có xe rồi có xe nó bắt đầu nó tới nó hỏi mình nó hỏi rồi sao mà coi như thằng đó làm gì nó lấy lấy cái lời khai của mình xong rồi á mà đụng mà coi như vậy nó chở thằng nó đi luôn đó, mà nếu mà coi như rồi mà nó có gì mà coi như nó có nhân nhựa thì nó tới nó hỏi cái thằng mà bỏng xe đó nói hỏi nó mày tại sao mày tới đây mày phá rồi làm gì đây ồn ào đây, cái thằng đó mà sorry xin lỗi đó đó thì thằng tới hỏi mình là bây giờ mày muốn sao, mày muốn tao đem mày lên jail không lên tù á hay là mày mày tha cho hắn, thì nó hỏi mình thì nếu mà mình lại cái chuyện phải mày gu lên rằng đấy tha thì tha, còn mình lại không mày cứ chở lên jail đi lắng chở lên jail chở lên tên đó lên lời bèo ra anh biết mỗi cái tội phạm mà vô nơi chỗ tù á, là phải mua bỏ tiền 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 mua ra tiền tiền chuộc ra tùy theo từ từ tùy theo từ 500 cho đến là coi như là mà là 5 triệu hay là coi như là, đó, là như vậy đó tùy theo tội phạm nhé, thì thành coi như là mình phải nói đây đó để cho mà cái hay của người cảnh sát ở ngoài ở nước ngoài á để cho coi như mình áp dụng vào cái người cảnh sát của là Việt Nam mình, cái người cảnh sát ở bên này đó họ huấn luyện rất là coi như kỳ, nói thiệt anh á khi họ tới gần anh mà họ bắt anh là dù cho là tam đẳng tứ đẳng gì đó nó không bắt được hết đó, nó đè xuống nó bắt khi nó tới gần nó học toàn là những cái kiểu mà bắt các khóa khóa tay với vật xuống á, cảnh sát toàn học những cái đó hết á mà chưa có tứ đẳng tam đẳng chứ coi như là hàng hàng tới là ôm cái là coi là mệt rồi đó là bị đè liền rồi. Anh đeo cái tai nghe vào đây, anh nói rất khó nghe anh ạ, không không nghe rõ, Vậy nó bị không phải nó bị tiếng phạn đấy mà đó. Thế, qua đây thì nhân tiện lúc này anh đeo tai nghe thì tôi cũng có một số cái ý kiến như này. Thế, tức là hiện nay ở ở Việt Nam ấy anh ạ, hiện nay ở Việt Nam ấy thì cái lực lượng cảnh sát 141 và lực lượng cảnh sát 113 thì cũng được tham gia vào bắt cả giao thông đấy, nhưng mà hiện tại mới áp dụng ở các cái thành phố, chứ còn ở trên các quốc lộ là vẫn chỉ cảnh lực lượng cảnh sát giao thông là chính, và khi nào mà cảnh sát giao thông không làm được việc thì lúc đó cảnh sát giao thông mới lại huy động đến cảnh sát cơ động đến
hỗ trợ. Thế nhưng mà hôm vừa rồi có một người chồng làm đó, làm vậy mất thời gian đâu anh ơi, làm nó mất thời gian lắm. tất Làm nhiên sao chỉ có là hai đó, hai hai một là gọn lại một cảnh sát là tốt, mà hai á là hai cái cảnh sát thôi đó. Một cái cảnh sát á là làm của đường thành phố, một cảnh sát á làm về nông thôn, các mà huyện á, các huyện với các thị xã đó đó, là coi như là hai như vậy. Cái người cảnh sát mà thị xã thì nó học huấn luyện nó ít hơn là cái người cảnh sát làm trên thành phố. Giống như coi như 114 với 113, thì 113 là coi như nó nằm của là coi như của ngang thị trấn với xã, còn 114 nó bao gồm hết là cả thành phố, cả là quay quốc lộ luôn đó. Thì ở đây nó có hai cảnh sát, một cảnh sát á là làm ở trong thành phố với cho nó chạy ra freeway cũng được, còn một cảnh sát á là nó chuyên là chạy trên freeway, nó kêu là hay control á, là police hay control á, là cái cảnh sát đó là nó dữ hơn cái thằng cảnh sát ở trong địa phương này nữa, mà hắn làm việc trên trên quốc lộ, trên quốc lộ viếng chạy ra, vì hắn trên quốc lộ á là có nhiều chiếc xe nó chạy kinh khủng lắm, nó chạy bản mạng lắm, nó chạy có dữ như vậy nha. Thành là tụi mà phải hai cân số đó là nó đuổi theo, mà cái tụi đó mà nó đuổi theo là nó phải gọi máy bay luôn. Ví dụ có cái vụ mà nghi ngờ á là nó gọi máy bay á, trên máy bay tới nó đuổi luôn, ở dưới là cảnh sát trên máy bay, là cái người đó bao giờ chạy được lọt đâu đó. Đấy, rất là tất căng nhiên như là vậy thế đó. này. Tất nhiên là tôi thì tôi mặc dù tôi chưa được đi nước ngoài, nhưng mà qua các cái vụ, thứ nhất là qua phim ảnh và đặc biệt là qua các cái vụ vừa rồi nó xảy ra rất nhiều, thì bây giờ cái lượng thông tin ở Việt Nam được xem rất là, thì tôi cũng biết là nói chung cảnh sát ở các nước thì họ rất là hiện đại và họ cũng rất là chuyên nghiệp, phải nói thật như thế. Thế nhưng mà ở Việt Nam mình ấy, thì hiện tại bây giờ thì tôi thấy là cảnh sát thì họ làm việc thì tất nhiên trong cảnh sát bây giờ nó có tiêu cực, nhưng mà tôi cho rằng cái người dân của Việt Nam mình nó vẫn chưa có cái tính tự giác. Đấy. Vì tôi là một con người cũng đã đi đường, thì tôi đi xe máy rất nhiều, thì tôi nói thẳng là khi cảnh sát mà người ta đã giơ gậy lên tuyết còi, trừ những cái chỗ mà cái trạm kiểm tra lưu động thì tôi không nói, ví dụ như cái trạm tra bây giờ là người ta kiểm tra bất kỳ người nào, nhưng còn những trường hợp mà người ta đã đứng khổ ở một chỗ nào đó người ta bắt thì chắc chắn là 9 đến 95% là có lỗi. Thế nhưng cái việc của người Việt Nam mình đầu tiên xuống là cãi. Cãi rồi thậm chí có những Đó cái cái đấy. đã cãi thế rồi 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 thậm chí chửi bậy chửi bạ đấy, tôi chứng kiến rất nhiều rồi. Thứ hai nữa là có một cái điều này thì ngay từ lúc đầu là tôi đã Cái ủng này hộ. này, cái này này, cái này anh đừng. Cái người cảnh sát bên này á, bây giờ cái xe máy ở bên kia á, để dùng cái xe ô tô bên này ta, khi người cảnh sát bên này họ chừng cái xe ô tô lại á, là họ không cho cái người mà lái xe đi ra ngoài, ngồi trong đó, để họ giấy tờ chứ không cho ra ngoài. Thì bây giờ ở Việt Nam mình á, khi đẩy nước xe vô lề là anh không được trèo xuống xe, bắt người ta ngồi trên xe đó, vì khi ngồi trên xe là anh dễ chứng chứng áp họ, còn nó xuống á xe là coi nó hung hăng đúng không, nó đừng cãi lộn á, phải ra cái luật á là khi mà chạy vô lề tấp ở đó anh phải ngồi trên xe không được xuống, xuống là cảnh sát đe bắt liền còng liền. Đó là cái luật để mà bảo vệ cái người cảnh sát này, cái sự an toàn của họ. Khi anh ngồi lên xe á, là anh làm gì được hết á, dù cho anh có muốn là đánh người cảnh sát đó, anh cũng đánh được. Đã cái thể anh có để mà đánh. Đã. Thì thành ra tôi cũng đề nghị nếu mà có như nha. Đã, Tôi tôi cũng xin có phép như anh đề một tí để nghị cái chỗ vâng. anh đề nghị đi, anh đề nghị nó đi xong rồi tôi sẽ cho tôi nói về về tình hình cảnh Dạ, sát tôi ở Việt đề Nam. nghị là coi như ví dụ là bên ngành công an á, như coi như về các ngành công an á, nên á, ra cái luật này cho người dân biết á, là khi mà coi như mà bắt một người xe và phải ngồi trên xe không được xuống, mà xuống á, là phải đè xuống là còng liền, vì cái người đó khi xuống là họ có cái thái độ hung hăng rồi, là còng đã đè xuống, khi là chụp vô là đè xuống là còng, vì người cảnh sát người công an phải cần học những cái tư thế mà bắt trộm á cho rất mạnh, cho rất hữu hiệu đó, bắt khỏa tay liền, dù cho có tam đẳng tứ đẳng, nhưng mà khi mà anh ôm được họ là họ chết rồi, như cái thể mà thể khóa đó, thể khóa là cái mà bên kia mà vung văng nữa là nó dùng với mặt liền, dùng vô là coi như cho nó đã bắt đầu nó chụp vào tay, nó bẹt ngược cái này
nó bẻ là coi như anh chỉ có nằm thôi chứ không có có gì đó. Nhiều khi mà gãy tay luôn mà cũng phải bẻ bẻ gì bẻ để mà bắt cái tội phạm này cho được, để mà an toàn cho cái người cảnh sát đấy. Rồi mời anh. Vâng, tôi thì xin nói với anh cái này này nhé. Việt Nam mình thì nếu mà nói về luật thì như tôi đã từng có một bài nói chuyện ấy, thì thực ra Việt Nam mình họ khi họ soạn luật ấy thì họ cũng dựa vào các cái bộ luật của các cái nước tiên tiến rất nhiều, cho nên là luật của Việt Nam mình cũng không phải là luật tồi đâu nhỉ. Nó không như một số các cái luật Việt Nam là thuộc dạng tương đối văn minh, tôi xin khẳng định như thế. Thế nhưng chỉ có cái là hiện tại bây giờ cái người thi hành luật, đó là cái bên những người thi hành pháp luật, và cái người thực hiện chấp hành luật, đó là những người dân, là đều không tốt. Đấy. Thế đối với tôi, trước tiên là tôi nói về bên bên thi hành luật, đó là bên cảnh sát. Thì tôi để ý hiện tại bây giờ ở bên cảnh sát họ có một cái hiện tượng như thế này. Bây giờ cuối cùng là thành ra dân bây giờ họ rất nhờn. Đó là hiện nay là ở Việt Nam mình thì tôi nói thật với anh ấy là công việc để xin nó rất là khó khăn. Và vì vậy chính các anh cảnh sát, các anh mà làm đúng luật nhiều lúc có khi cũng lại bị mất nhiều. Tôi nghĩ ít nhất thì cũng phải là bị di chuyển đi một cái chỗ khác mà có lẽ là không được ưng ý, ví dụ thế. Đấy. Ví dụ như cái trường hợp mà tôi nhớ cái hồi mà có hai cái tay nó đi xong nó trêu cảnh sát giao thông, thì cảnh sát giao thông được trang bị cái súng bắn đạn cao su đấy. Thì đến khi cái anh cảnh sát giao thông anh đuổi đến Giáp Bát thì anh mới rút đạn cao su anh bắn vào má của một cái tay ngồi sau. Thế nhưng sau đó thì tôi xem báo thì thấy là anh ấy cũng bị chuyển công tác. Đấy. Anh ạ, thế chính vì vậy cho nên là cái người ta rất sợ là vì thế này. Nếu mà theo như tôi được hiểu thì ở các nước khác ấy là khi cảnh sát người ta đã làm đúng là người ta không có tội. Đấy. Thế nhưng ở Việt Nam mình ấy, thì tôi anh cho tôi anh cho tôi nói chút này là anh tiếp tục nói này. Anh nói là người dân họ không có ý thức hoặc là họ rất là coi như là phức tạp. Ở đây ở Mỹ đây á, tôi nói thiệt anh là da đen phức tạp kinh khủng lắm. Và coi như Mỹ ta cơ với coi như Việt Nam mình đó, mà có đây mà cái coi như là cả cái băng nhóm á, nó kinh khủng gấp mấy lần ở Việt Nam nè. Anh khi nào anh tiếp xúc những người nam ở Mỹ á, họ mới qua đây thôi này, họ mới qua, đừng có nói mà qua lâu như tôi á, thì nhiều khi tôi cầm cái thông tin không biết. Những người mà mới đây qua đây khoảng chừng 5 năm trở lại đấy á, rồi họ đi qua về á, họ nói cho anh nghe. Họ nói cái phức tạp của Mỹ đây như thế nào cho anh nghe. Vì anh biết là cái sắc tộc ở Mỹ đấy là cả hàng trăm cái sắc tộc, mà nhất là cái da đen nó phá kinh khủng lắm ở Cali á, mấy cái chỗ mà anh biết là mỗi lần nó rất là nguy hiểm lắm. Ai mà ở cái vùng đó là coi họ rất là lo sợ đó. Nhưng mà coi như cái cảnh sát rất là coi như là làm việc rất là ok hết á. Có không phải như vậy, vì cái chỗ á, mà bên tôi nói anh là vì cái chỗ bên luật pháp các anh công an làm việc mà cứ mang tình cảm là không được. Làm việc mà có tình cảm mới là khó làm lắm. Anh phải là tại sao mà tình cảm, vì cái công an địa phương đó, nhất là công an địa phương đó, họ quen mặt với người dân ở xã đó rồi, bây giờ họ làm việc rất là khó. Nhưng mà cảnh sát ở đây á, là nó đổi liên tục. Ví dụ anh làm cái cảnh sát này làm cái khu vực này, ngày nay ngày mai lại cảnh sát khác, nó đổi liên tục, nó không có đi vào nhà anh. Tôi là nhà tôi này, tôi ở lên đây này, thì anh coi như là ở đây người vô tha đây là mười mấy năm rồi, không có người cảnh sát tới hỏi tôi cái gì hết á. Anh thấy không? Đã, nhưng mà họ làm việc không đúng. Tôi nghĩ là thế này này, đúng, hiện nay ở Việt Nam mình nó bị cái tệ nạn cảnh sát, tức là nó làm lâu thời gian quá, và chính vì vậy là nó tạo ra cái tiêu cực. Tức là khi người ta đã lâu thì người ta sẽ tạo được các cái mối thân quen, và từ cái mối thân quen đó thì họ sẽ tạo ra những cái tiêu cực. Thế chính vì vậy cho nên là tôi cũng nhất trí với quan điểm rằng phải thay đổi thường xuyên, phải đảo đi đấy. Thế bây giờ tôi mới nói nốt cái câu chuyện về cảnh sát ở Việt Nam này. Thế chính vì cái chuyện là ngay bản thân cái luật pháp cũng không bảo vệ cho cái người thực thi nhiệm vụ,
Chứ còn như tôi ở bên Mỹ tôi biết là kể cả nó bắn chết người mà nếu như nó mà chứng minh là đúng nữa thì vô tội. Đấy, thế nhưng ở Việt Nam như tôi đã nói là mặc dù là cái khi xem cái đoạn video clip đó là người dân rất bức xúc nhưng mà vẫn không có ai đứng ra bảo vệ cho cái anh ấy, và cuối cùng anh ta vẫn bị chuyển công tác. Đấy, thì cái thứ hai là để tôi nói thêm cho anh một chút thế này. Thế còn cái người dân Việt Nam mình ấy thì nói thật với anh là họ thích phạm luật. Đấy, tôi xin khẳng định nó là như vậy. Thế họ đặc biệt là luật giao thông, nhưng tôi chưa nói về các cái luật khác. Đấy, họ không tự giác và vì vậy khi mà có bất cứ một cái luật nào hoặc có một cái quy định nào về giao thông mà nó nghiêm túc thì họ phản đối. Đấy, em chưa? Tôi thì tôi suy nghĩ nó ngược lại là như thế này. Ví dụ như cái hồi tôi còn nhớ mãi là ở cái chỗ cái chốt giao thông ở chỗ Trần Phú thì cảnh sát giao thông ở đấy họ nấp vào cái gốc cây và nếu như anh mà vượt đèn đỏ thì họ mới xô ra để họ bắt anh ạ. Thế nhưng mà lại lên báo chí chửi là Ông núp như nghe là thế nọ như là thế đấy. nghe Thì ông nghe anh đoán là cứ để tại cho vì tôi nói nó một chút, mình kể anh cứ không để cho mình tôi nói nó một đấy chút ạ nha. Anh cứ để cho tôi nói nó một chút ạ. Thì lập tức ấy là tôi thì tôi ủng hộ cái phương án đó và như sau chính tôi đã từ lâu tôi đã nghĩ là tôi đã có trong một bài nói trong một bài viết ở trên cái trang ấy tôi đã viết rồi, tôi đề nghị có lực lượng gọi là cảnh sát hình sự giao thông thì bây giờ là có, tức là hiện nay là có cảnh sát giao thông không mặc quần áo giao thông, không mặc quần áo cảnh sát giao thông, đó là gì, họ đi tuần và họ những ai phạm luật là họ bắt. Đấy, thế nhưng mà ở Việt Nam mình thì lại phản đối rất nhiều và cảnh sát thì phải mặc quần áo là gì. Và anh phải hiểu này này, ở Việt Nam mình thì nếu không có cảnh sát thì tôi tin chắc rằng coi như là trên đường là cứ mạnh ai ở đi. Và hiện nay kể cả cái mũ bảo hiểm thì đa số là họ đội để chống để phòng chống lại cảnh sát giao thông chứ không phải họ đội để bảo vệ tính mạng của mình. Đấy. Ví dụ như có rất nhiều trường hợp là treo cái mũ ở đấy và đến khi nào đến cái trạm thấy có nhìn thấy cảnh sát giao thông thì đội vào, xong ra đi khỏi cái lại treo treo vào việc đó. Tức là con người ta nó đã không có cái tính tự giác. Thế nhưng khi mình đã phạm luật rồi mà bị bắt lại thì bắt đầu cãi, thậm chí cãi rồi chửi bậy rồi cậy đông người. Và có một cái này cũng rất nguy hiểm nữa, đó là đa số người đi đường thì đa số đều là những người thích phạm luật mà tôi nói thẳng như vậy. Chính vì vậy họ bênh nhau, họ dồn ép cảnh sát giao thông, họ dồn ép cảnh sát. Thế tôi xin khẳng định nó như vậy đấy, chứ họ rất ít. Ví dụ mẹ tôi Ok vâng. anh à, bây giờ về anh lần anh em mình nói thiệt như vậy này, mình nói cái câu chuyện nào nó gom lại á càng ngắn càng tốt anh nghe, thì coi để À cho coi như mình còn nhiều người nói chuyện nữa. Cái thành coi bây giờ này vâng. tôi hỏi anh về vấn đề mà cảnh sát xã, công an xã, vì công an xã ở đó họ phải làm đúng tí 8 tiếng hay là coi như khi 8 tiếng đó phải có người trực nơi cái đồn đó, nơi cái chỗ mà cái trạm của cảnh sát á. Nhưng mà tôi á, thật ra tôi về địa làng tôi á, tôi thấy người cảnh sát và trưởng công an cảnh sát đó họ rất là phè, họ muốn đi đâu đi, cứ đi đâu làm chứ coi cái kêu thằng thằng phó tới à, coi thằng trưởng bao giờ thấy có mặt hết. Đó là một cái tệ nạn của cái người cảnh sát đó. Tôi đang là coi nói cái gì, vì một người cảnh sát ở xã là chỉ có là hai người thôi, một người trưởng người phó trực, và có gì đó phải kêu cảnh sát của huyện, vì cảnh sát tôi nói là làm từng đồn chạy xe rồi đó, họ có cái gì mà xử cũng được là họ kêu cảnh sát là coi như là 113 họ gì đó tới để mà xử đó. Họ phải trực cái ban ngày, họ phải trực 8 tiếng ở đó đó, vì người dân họ có gì họ họ kêu là mình có tới liền, còn sau ban đêm phải có người trực rồi ban đêm. Thì hai người vậy chỉ cần là trực thôi, hay là có hai người đi một xe gì đó bằng đêm đi vòng vòng trực hay gì làm cái gì đó. Nhưng mà cái chỗ á, tôi nói á, cái người cảnh sát á, Việt Nam mình á, chỉ biết ăn lương nhà nước thôi chứ không biết làm tích cực đó, họ không phải như vậy. Thành nó quay con cái cảnh sát chim á, con cảnh sát chim á mà cả bên nó không được làm như vậy. Ở bên này đó nó có cảnh sát chim đây, nó đi vô các ba các bảy đó, chỗ phòng trà hay là chỗ bài bạc, nó đi vô lùm của đó, hay là chỗ mà cái ổ mà giống như nó có cái hội ô tô hay là hội gì đó, nó vô đó
nó hoạt động ở đó, mà hay là nó đi đường đó, nó có cảnh sát là coi như là FBI mặc seven á đi đường, nó thấy cái chỗ vụ đó, nó thấy cái chỗ đó là không có an toàn, nó gọi cảnh sát tới, nó nói chỗ đó chỗ kia đó, nhưng nó định vị xong rồi á là cảnh sát kia tới như bắt đầu hắn bỏ đi, hắn làm việc seven. Thì thành là khi cảnh sát Việt Nam mình nó mặc seven làm việc là sai, anh chỉ có là người á, là cảnh sát chìm, anh chỉ có vô nữa cả cái chỗ mà hoạt động á 37 gì đó, anh vô ra chơi ngồi uống nước uống đồ để quay chơi để mà anh tìm tội phạm, truy lùng tội phạm, mà khi anh phát hiện tội phạm đó anh phải gọi cảnh sát 113 hay là 411 gì đó tới để mà coi như bắt cái tội phạm đó, anh cứ bám theo cái tội phạm đó theo dõi đó, sau khi á là người cảnh sát đã bắt rồi á, là anh bỏ đi chỗ khác, anh tìm chỗ khác, đó là cái mà bắt nhanh nhất cái tội phạm. Tại sao mà nước Mỹ nó rồng thanh thang mà họ bắt rất là nhanh, vấn đề mà họ vô là cái chỗ mà ba con bảy đó nhảy rồi coi ầm sexy đó, 100% sexy, 50% nữa vô chỗ đó là thường thường cái tội phạm nó hay vô đó để mà nó hưởng thụ đồng đêm, thì họ đi truy lùng như vậy đó, rồi khi mà họ truy lùng á thấy ra khả nghi đó là họ kêu cảnh sát tới, là cảnh sát tới là vô là coi như là làm là coi họ bỏ đi chỗ khác đó. Làm việc như thế đó mới nhanh, vì tích cực cái công việc làm à. Còn về vấn đề mà coi như là nói về coi như là cái phần mà coi như của người dân á, người dân phải cần á là biết luật, vì bây giờ nước các xã sắp tới đây, tôi về nơi xã tôi á, tôi sẽ mua nơi coi như 100 cuốn sách luật cho nơi xã đó, để mà coi như nơi xã đó là cho người ta mượn để mà đọc, người dân đó ai muốn tới mượn mà sách luật á để đọc để hiểu á, cho họ mượn nó xong đọc hiểu rồi trả lại người khác mượn đó, gần tới Tết thì tôi về đây tôi sẽ mua 100 cuốn sách tôi tặng cho nơi xã để mà xã là có cung cấp cho người dân á, họ học luật, họ đọc luật, họ biết luật, khi đó có coi như là nó làm việc cả hai bên nó được với thoải mái đánh lần. Rồi bây giờ quý vị nào có đặt câu hỏi á thì xin gian lên nha. À, hoặc là coi như là xin lên á thì tôi mời anh Đăng xuống, mà nếu mà không có ai lên thì coi hai anh em tôi nói chuyện nha. Nghe quý vị. Rồi. Okay. Rồi mời anh. Rồi. Mời anh. Thì tôi có ý kiến thế này. Tức là cái luật này, nói thật với anh ở Việt Nam mình thì đúng, tôi công nhận là bà con ở các cái vùng nông thôn thì còn kém hiểu luật một chút, nhưng bây giờ cũng hiểu rồi, cũng hiểu nhiều. Vì có những cái luật rất là sơ đẳng thôi. Nhưng cái chính là họ có chấp hành hay không? Anh nói đấy mới là cái điều quan trọng. Cứ nói. Vâng. Thế còn cái chuyện ở cái đất nước Việt Nam bây giờ thì có một thời kỳ thì trước đây cái thời mà tôi còn nhỏ thì tôi được biết thì là không có công an phường và không có công an xã. Mà lúc ấy là chỉ có các cái đồn công an chung của một số cái khu vực. Thế nhưng mà sau đó thì để quy định là công an phường, nhưng có một hồi đã định bỏ cái công an phường rồi công an xã đi rồi, mà nói như anh Bình Hồ là đúng, tức là tập trung một cái đồn để quản lý một cái khu vực thì mình sẽ tập trung được lực lượng hơn, mà nó đỡ bị giải ra nhiều người đấy. Ở Việt Nam đã có một thời kỳ định bỏ công an phường đấy. Anh Bình Hồ, cái hồi trước mà tôi, cái hồi mà tôi còn tương đối nhỏ đấy, thì tôi được biết ví dụ như ở chỗ nhà tôi ấy, là cái đồn công an 33, chúng tôi gọi là cái đồn công an 33 đó, là họ phụ trách khoảng độ 4-5 phường ở đấy. Như bây giờ chia ra là phường hoặc trước gọi là tiểu khu đấy, thì một cái đồn công an ấy là họ phụ trách 4-5 cái tiểu khu đấy, chứ không có công an từng tiểu khu như bây giờ, không có công an từng phường như bây giờ đấy. Thì tôi nghĩ là nó sẽ có lợi hơn ở cái chỗ nói như anh, tức là một cái tiểu khu đó thì chỉ hoặc là một xã là chỉ cần có 1-2 người trực thôi. Còn khi có việc thì sẽ huy động cái lực lượng ở cái đồn công an chung ấy, thì cái lực lượng nó sẽ đúng, tập trung đúng, vào đồn công an. Đúng, đúng. Thì có một hồi dạ, anh biết đồn công an bên này á. Ok. Tôi nhớ hồi là đồn công an bên này á, anh Lân. Vâng. Anh biết đồn công an bên này á. Một cái đồn công an á là có hàng trăm hàng ngàn người lận. Đó, một cái thành phố á. Đó. Là cái trong đó là nó chi, ví dụ tôi ở nơi chỗ West Jordan, là cái đồn công an của cảnh sát của West Jordan á, là coi như là hắn có cả trăm người trong đó lắm, là chia phiên nhau làm việc, cứ làm á, cứ anh nó làm đúng 4 tiếng, làm đúng 4 tiếng là về,
nó về rồi coi như nghỉ ngơi rồi xong là quay nó nghỉ 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 ngơi á là mấy 1 tiếng hay là bao lâu đó rồi bắt đầu nó làm việc lại, nó làm bốn bốn tiếng nữa rồi nó về đồn bắt đầu nó trình những cái gì đó, cái mà biên biên phạt cái gì đó nó trình cho là coi như nó đồn xong rồi đó, là nó về nhà nghỉ ngơi. À, cái là cái người khác làm, người ta làm là 24/24 như vậy, đó, thay phiên như vậy đó, chứ không có bây giờ cái ok có người lên rồi bây giờ anh cho họ